Những điều kỳ lạ mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 8. Bonobo đã tiến hóa để trở nên đồng cảm với người lạ thay vì hung dữ và hung hãn. Khỉ bonobo, chúng có quan hệ họ hàng gần gũi với lại con người như loài tinh tinh. Trên thực tế, chúng là loài linh trưởng duy nhất không bao giờ giết đồng loại của mình. Khỉ bonobo, hay còn gọi là tinh tinh lùn, là một loài tinh trưởng luôn sẵn sàng giúp đỡ những đồng loại xa lạ một cách vô điều kiện. Chúng đã phát hiện loại hành vi dựa trên nhu cầu xã hội của loài. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã thấy rằng đây là một loài linh trưởng có lòng vị tha thuần khiết và sẵn sàng chia sẻ thức ăn với những đồng loại hoàn toàn xa lạ mà không có bất kỳ yêu cầu nào hay khuyến khích nào. Ngay cả khi bonobo gặp một nhóm đồng loại xa lạ, chúng có xu hướng tương tác nhịp nhàng và thân thiện. Đây là loài linh trưởng có cấu trúc xã hội theo mẫu hệ, hòa bình và sử dụng các âm thanh phức tạp để giao tiếp. Những con bonobo cái chắc chắn sẽ phải rời khỏi nhóm gia đình của mình khi chúng đến tuổi trưởng thành.